Bên cạnh Long đây là một chiếc xe đầy cảm xúc của nhà BMW, chiếc BMW X6 sản xuất 2020 phiên bản M Sport. Bản này so với những cái thiết kế của các cái đời trước thì hoàn toàn là hiện đại hơn rất nhiều. Form dáng coupe, đèn laser, mâm M Sport nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức, cỗ máy 3.0 cho cái khả năng tăng tốc tức thời, vận hành cực kỳ mạnh mẽ và cảm xúc. Vô lăng M Sport anh em nhé, rồi cần số là cần số pha lê, rất nhiều chi tiết được ốp carbon trên chiếc X6 này. Đối với X6 thì có một cái hệ thống treo cực kỳ tuyệt vời, khả năng đánh lái và tăng tốc cực kỳ ổn định luôn. Nội thất trắng pha đỏ này đi kèm với cửa sổ trời toàn cảnh, khi mà chúng ta ở ngoài trời tạo nên một hiệu ứng rất là đẹp. Đây là phần khoang cốp của chiếc BMW X6 nhé, rất rộng luôn. Phần cốp mở lên nhìn cực kỳ chất chơi. Đối với phiên bản này thì toàn bộ sử dụng là lốp chống xịt nên là sẽ không có lốp dự phòng. Và cái phần đèn sau của chiếc BMW X6 này là phần rất đáng để chúng ta ngắm nhìn, nó rất đẹp luôn. Này thì Long đã để cho một khách hàng tại Hà Nội đang chờ ngày đẹp để bấm biển. Hiện tại thì Long chỉ còn một chiếc BMW X6 màu đỏ sản xuất 2021 sắp về. Anh em nào quan tâm đến chiếc X6 màu đỏ đó thì inbox cho Long nhé.